Trước đó vào trưa nay, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng và Sở Tài chính tỉnh Sanavakert, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa tiến hành ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2023-2027. Dự lễ ký kết phía tỉnh bạn có ông Santi Phamphom Vihanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Sanavakert. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Nội dung hợp tác giữa Sở Tài chính tỉnh Savanakhet và Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2023-2027 tập trung vào việc trao đổi, đoàn, học tập và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách và tài sản công cho đội ngũ công chức, lãnh đạo cơ quan tài chính của hai địa phương. Giám đốc Sở Tài chính hai tỉnh cũng đã thực hiện nghi thức ký kết bản ghi nhớ. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Savanakhet nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.